Còn kiểu chặt theo kiểu hồi đó giờ cô chú anh chị mình chặt á, chỉ lấy được một cái mặt này ra thôi, mình lấy nước ra rồi nè, như cái này nè, cánh này á, cánh trẻ, cánh lấy dạt lớp mặt mà nó bị phạm vô nè cô chú anh chị, nên cánh chưa có lấy ra được luôn nè. Còn bây giờ cô chú anh chị mình lấy ra rồi á, cô chú anh chị muốn ăn cá dừa rồi phải mắt trẻ làm đôi ra, cô chú anh chị mình mới nạo qua được đúng không. Còn cánh á thì chặt kiểu này á thì không bị phạm nha, mình chỉ lấy luôn cái phần mặt này ra. Là mình muốn ăn cá dừa mình chỉ lấy muỗng mình đút vô mình nạo ra là ok. Này cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha. Hôm nay cảnh sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cái cách mà để chặt dừa nha. Tại hồi đó giờ cô chú anh chị mình á chặt dừa thì chặt từ đây sẽ đi xuống thôi đúng không? Nên lúc mình chặt á nó dễ bị va chạm vào cái phần lõi ở trong á, nó dễ bị xì lắm. Để nên hôm nay cảnh sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cái cách chặt dừa rất là tiện lợi luôn. Đây, bây giờ cảnh sẽ chặt dừa theo kiểu truyền thống của cô chú anh chị mình hay thường chặt nha. Chặt cái kiểu này á thì mình bất tiện lắm. Nên cảnh sẽ chặt. Thường thường cô chú anh chị mình sẽ chặt dày đúng không? Đây. Cái này là theo kiểu truyền thống hồi đó giờ cô chú anh chị mình chặt này, nên nó rất là bất tiện lắm nha. Còn bây giờ cảnh sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cách chặt dừa rất là tiện lợi luôn. Đây thường cô chú anh chị mình thấy ba anh trên đây có ba sới đúng không, đây một sới đang sới đang sới, mình không chặt ngang nữa nha mà mình chặt kiểu này. Đó, mình chặt xây vòng quay luôn. Mình chặt gì á, không bao giờ nó vi phạm vô cái thịt. Rồi bây giờ cô chú anh chị mình đọc hỏng qua đây. Đó, thấy không? Cái đầu dừa này nè. Mình chặt nhẹ cái là nó bung ra liền. Đây. Chú anh chị mình thấy không, mình chặt kiểu này nó ra như vậy thì mình dễ đổ lắm cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị mình biết lý do sao mà mình chặt kiểu vậy không? Thứ nhất là mình chặt như vậy nè, nó không bị phạm vô trong. Thứ hai là mình chặt vậy mình không cần phải chẻ ra để mình lấy cái trong nha, vậy mình thọc cái muỗng vô mình lấy ra vẫn được bình thường nha. Thường thường cô chú anh chị mình muốn ăn cá dừa là mình phải chẻ ra, còn cảnh thì chặt kiểu này cảnh sẽ đưa cái muỗng vô cảnh nào lấy ra cái dừa ra thôi cô chú anh chị, cảnh không cần phải chặt nữa. Đây giờ cảnh chỉ nạo ra là cảnh cho ra phần cá dừa vô đây. Đó, cảnh không cần rồi phải chẻ ra luôn cô chú anh chị, là cái này mình rất tiện lợi luôn cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị mình chặt cái kiểu kia thì mình có thể là nó bị phạm vô, và mình muốn ăn cá dừa mình phải chẻ làm đôi ra mình mới nạo được. Còn cảnh chặt kiểu này thì cảnh chỉ thọt cái muỗng vô là cảnh nạo ra thôi. Quá tiện lợi luôn cô chú chị, mình thử mất thời gian để chặt chẻ đôi ra. Thank you.
cô chú anh chị, cô chú anh chị mình xem đây, cảnh sẽ chặt đi cây kiểu này mình không bị phạm ra mà lại mình lấy cái dừa ra, mình không cần phải chẻ đâu ra. Thường thường mình muốn ăn cái dừa mình phải chẻ đâu ra nha. Còn cảnh thì chặt kiểu này thì cảnh chỉ lấy cái muỗng, cảnh nạo ra hết phần cái trong luôn. Cô chú anh chị mình xem đây. Đó. Còn kiểu chặt theo kiểu hồi đó giờ cô chú anh chị mình chặt á, chỉ lấy được một cái mặt này ra thôi. Mình lấy nước ra rồi nè, như cái này nè, cảnh này á, cảnh chẻ, cảnh lấy dạt lớp mặt mà nó bị phạm vô nè cô chú anh chị, nên cảnh chưa có lấy ra được luôn nè. Còn bây giờ coi cô chú anh chị mình lấy ra rồi á, cô chú anh chị muốn ăn cá dừa rồi phải mất chẻ làm đôi ra, cô chú anh chị mình mới nạo qua được đúng không. Còn cảnh á thì chặt kiểu này á thì không bị phạm nha, mình chỉ lấy luôn cái phần mặt này ra, là mình muốn ăn cá dừa mình chỉ lấy muỗng mình đút vô mình nạo ra là ok rồi cô chú anh chị, rất là tiện lợi luôn á. Cảnh kết thúc video đây nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có xem kênh Cảnh, có mến kênh Cảnh á thì cho Cảnh xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ Cảnh nha, để Cảnh có nhiều động lực hơn và làm nhiều video hơn cho cô chú anh chị mình cùng xem.